Hello, em xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh kể chuyện của em. Mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thư giãn và vui vẻ khi xem clip của em ngày hôm nay. Đến với chương trình kể chuyện hôm nay, mến mời quý vị lắng nghe một cái câu chuyện ngắn nói về một cặp vợ chồng cứng như đá ngay lập tức. 100% lên là lên quý vị ơi. Đàn ông nhớ nhé, đó là cái tiêu đề mà em đặt trong clip này. Mến mời quý vị cùng lắng nghe để xem hai vợ chồng này đã đi tìm bí kíp mà để làm cái đó nó lên như thế nào nhé quý vị. Cái kết bất ngờ. Thì có một cặp vợ chồng này có giống như là rất là thích cái chuyện đó đó quý vị. Cái chuyện quan hệ vợ chồng là một cái đề tài mà Ngọc hay kể và hay nói đến lắm. Mình sưu tầm những câu chuyện này, mong muốn đem đến những cái điều nó thú vị trong cuộc sống đến với quý vị. Thì ngày hôm nay hai vợ chồng này cũng giống như bao nhiêu cặp vợ chồng đó, rất là thích cái chuyện mà đó. Nhưng mà bà vợ này á, thì bà rất là đam mê, bà rất là khao khát tìm tòi. Nhưng mà ông chồng này á, giống như là lực bất tòng tâm quý vị. Người ta nói khi mà mình còn trẻ đó, nhiệt huyết nó nhiều. Khi mà có tuổi một chút á, hơi cứng tuổi thì nhiệt huyết nó bớt lại. Và khi mà có tuổi lớn quá rồi, u 50-60 thì cái đó dạng như có người thì mạnh, có người thì nó lên nó xìu. Cho nên là ông chồng này á, là rất là cưng bà vợ, mà bà vợ bả hồi xuân nữa. Cho nên bả rất là thích cái chuyện đó. Mà ông chồng mà không đáp ứng được thì cái mặt của bả đó không có được vui, mà không có dám nói. Tại vì bà cũng yêu chồng lắm, nhưng mà bà muốn cái chuyện đó, bà thương, bà thích cái chuyện đó hơn là chồng. Cho nên là ông chồng này cũng rất là gầu gĩ. Mà con cái thì lớn rồi, hai chồng cũng có tuổi, có cháu nội cháu ngoại hết trơn à. Mà bây giờ mình nói với con cái mình thì nhiều khi nó thấy ba má lớn tuổi rồi mà như vậy thì nó nhiều khi nó không có được vui cho lắm, mà nó cười nữa. Cho nên là không có dám bày tỏ cùng ai. Hai chồng này là đi tìm tòi thuốc tây, thuốc ta, bác sĩ, nhưng mà người ta đều lắc đầu. Tại vì giống như ông này, ông có tuổi rồi thì đành chấp nhận, bao nhiêu người đàn ông khác cũng vậy. Cho nên là bây giờ ông mơ ước làm sao để mà mình có thể cái đó của mình nó cứng lên, cái nó mạnh để mà mình làm cho bà vui. Thấy không? Mình có chết mình cũng mãn nguyện nữa. Cái mộng ước cuối đời của ông chỉ vậy thôi. Mà bà vợ này thì bà không có dám nói, nhưng mà thấy cái mặt của bà không có vui khi mà làm chuyện đó đó, thì ổng biết, ổng hiểu. Thì bữa hôm đó, biết sao trời xui đất khiến sao đó, ổng nằm cái võng đu toàn ten phía trước nhà, ổng giữ đứa cháu nội, mà đứa cháu nội năm nay nó cũng 7 tuổi rồi. Thì ổng thấy thằng nhóc nó đang ngồi dưới đất á, nó moi moi, nó làm cái gì đó, thì ổng cũng nằm võng đu toàn ten, thì ổng cũng dòm coi đứa cháu đó. Thì ổng thấy nó moi cái gì ở dưới á, mà nó moi lên nguyên một con trùng. Mà nó làm sao con trùng thẳng, cứng ngắc đứng đơ là vậy đó. Thì ổng bất ngờ, ổng mới nghĩ tới cái quà ổng. Ổng nói trời sao thằng nhóc này nó hay gì ta, sao cháu nội mình nó làm sao hay gì ta. Con trùng thì thường nó phải ở dưới đất chui lên thì nó phải mềm chứ, mà tại sao mà nó nhét lại cái lỗ hồi nãy nó mới moi con trùng lên á, mà vô được luôn, mà cứng đơ à. Thì ổng thấy hay quá, ổng mới liên tưởng tới cái quà ổng. Ông này ổng lớn có tuổi rồi đó, ổng cũng phong phú cái về cái đầu óc lắm. Thì ổng mới hỏi đứa cháu nội, chứ con hồi nãy con làm gì mà sao con trùng nó mềm vậy, mà con móc nó lên rồi giờ sao con làm sao thẳng đứng, con nhét vô cái lỗ được hay vậy, con nói cho ông nội biết đi. Thì thằng nhóc nó mới ngây thơ, nó mới trả lời, dạ thì cái này con làm hoài à, trời ơi con lấy cái keo xịt tóc của má con á, con xịt cho con trùng nó bị dính cái xịt tóc, nó thẳng đứng là cái con nhét vô cái lỗ được. Trời ơi hay gì ta, trời ơi, vậy mà ông không nghĩ ra, công nhận cháu nội của ông hay quá xá luôn. Để ông thưởng cho mấy ngàn, con đi mua kẹo mua bánh con ăn nghe không con. Cháu nội của ông thông minh quá. Con hơn cha là nhà có phúc, mà bây giờ con hơn tới ông nội luôn, quá giỏi à. Cái ông mới suy nghĩ ra, rồi ông mới cho cháu nội ông tiền, thằng ngốc nó mới cầm tiền nó đi mua bánh ăn. Cái ông cũng giấu, không có cho bà vợ biết, muốn làm cho cái bà này bữa nay bà bất ngờ mình. Buổi tối nay bà ta nói mình làm bà tới công chuyện luôn, lên bờ xuống ruộng với tôi bữa nay. Cái bắt đầu cái ổng mới ăn cắp cái chai xịt tóc của con dâu ổng á. Thì khi ổng làm chuyện đó với bà đó tối đến á, thì ổng mới lúc mà cao trào lên á, thì ổng mới móc cây xịt tóc ra, ổng mới la, mới xịt lên cái của ổng. Thì trời đó coi nó ngon ơ luôn,
Trời ơi, nó đã hết biết luôn. Bà khoái, bà thích lắm. Nhưng mà bà cũng im re, bà hưởng thụ thôi. Thì sáng ngày mai cái bà cũng tâm sự, bà nói trời ông sao dạo này tôi thấy ông mạnh cái đó quá ha. Mà không biết ông ăn trúng cái gì hay làm sao mà tôi thấy cái chuyện đó đó, thấy ông hài giỏi quá. Không biết ông học hỏi ở đâu mà tôi thấy ông bây giờ ông mạnh giống như trai mà 18 tuổi tuổi vậy đó. Trời ơi, tôi nhớ lại cái thời mà tôi mới lấy ông vậy đó. Trời ơi, ông có bí kíp gì hay vậy không? Ông mới tâm sự, ông mới nói trời ơi bí kíp gì bơi, tất cả nhờ cháu nội mình đó. Trời ơi, nhờ nó đó, ông mới kể đầu đuôi câu chuyện. Bà nghe xong bà nói, ồ, bà vỗ tay, bà nói trời ơi, cháu nội mình hay vậy ông. Vậy mà sao bữa giờ ông không nói cho tôi biết? Trời ơi, bây giờ tôi cho nó thêm 10 ngàn nữa nè, ông cho nó đi mua bánh mua kẹo ăn đi, trời ơi, nó thông minh quá mà. Cái bắt đầu cái ổng mới nói nhờ nó mà vợ chồng mình cải thiện được cái chuyện đó đó, dường như là hả tôi hả tôi làm cho bà vui được như vậy tôi cũng mừng rồi. Nó túm lại là cái mạng ước mộng ước của tôi đã thành hiện thực rồi. Trời ơi, nhờ nó tất cả bà ơi, thôi để tôi ra tôi gặp nó tôi cho nó thêm tiền chắc nó mừng lắm. Cái ổng mới đi kiếm thằng cháu nội ổng nữa. Kỳ này thằng ổng thấy thằng nhóc đang ngồi ngay gốc cây, cái ổng cũng thấy nó đang moi moi móc móc cái gì dưới đất mà nó có vẻ suy tư dữ lắm. Cái ổng mới lại ổng nói cháu nội, bà nội thấy con giỏi quá, bà nội cho con thêm tiền nè. Dạ con cảm ơn ông nội. Ủa mà con đang làm cái gì vậy, nói cho ông nội biết đi con. Cái thằng nhóc nó mới nói dạ thì hôm bữa đó con đang suy nghĩ, hôm bữa con xịt cây xịt tóc lên cái mình con trùng nó cứng như đá vậy đó ngay lập tức luôn, và bây giờ con không biết làm sao để mà con lấy keo xịt tóc ra, tại vì khi mà con xịt lên thì nó cứng ngắc à, mà khi mà con lấy keo xịt tóc ra thì con sợ con trùng nó bị xúc da nó chảy máu cho nên là con suy nghĩ cách làm sao để mà con kéo cái gì cái keo xịt tóc nó ra, đã không biết làm sao đây. Cái ổng mới nói chết cha, vậy vậy mà con suy nghĩ ra chưa, trời ơi chết rồi. Cái ổng mới liên tưởng tới cái của ổng, ổng làm giống như vậy đó, thì thật thử là cái keo xịt tóc nó dính lên cái của ổng rồi, bây giờ làm sao để kéo ra đây. Cái thế là ổng cũng suy nghĩ hoài hoài hoài. Cái bắt đầu ổng mới nói thằng nhóc mới nói con cũng đâu có biết đâu, chết mẹ rồi giờ sao con ơi, chết rồi, chết kỳ này chết ông nội rồi, kỳ này chắc là ông nội chết chắc rồi, keo xịt tóc nó dính lên rồi, giờ con ơi cứu ông nội với con ơi, chết rồi kỳ này ông nội tới công chuyện rồi, chết mẹ keo xịt tóc nó dính đầy cái đó rồi, giờ sao đây trời, trời đất ơi tội nghiệp. Trời kêu bằng là hả bí quyết động trời này á, kỳ này ông này không biết làm sao ông lấy keo xịt tóc ông ra đây quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip này của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha quý vị. Nhớ đón xem và ủng hộ cho em một nút like, nút đăng ký kênh để mà đón xem những clip mới của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những clip tiếp theo. Xin chào.